Ego Max xin chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cách sử dụng máy xay phim tố Blue với model là BLB5357. Dòng có công suất đạt tối đa là 1200W. Anh chị có thể thay dùng toán hoặc nhà. Máy sẽ kèm theo là cối và củ xay. Đây anh chị có thể nhìn thấy ạ, màu đen. Trên đây sẽ là một số chức năng của máy. Khi anh chị muốn xay thì hãy bật nguồn ạ. Đây là nút bật nguồn này. Và anh chị chọn chế độ máy bên trái đây, sinh tố này, hoa quả này và đá. Còn phía bên dưới này anh chị có thể chọn chế độ công suất từ nhỏ cho đến to. Khi anh chị không sử dụng nữa anh chị có thể quay về số 0 ạ. Còn trong trường hợp anh chị muốn xay nhả thì vặn chế độ công suất cho em và ấn nút P để biểu thị cho chế độ là mình xay nhả lưỡi dao tầm độ 15 giây anh chị ấn nhả thì độ bền của máy sẽ được cao hơn. Còn trong trường hợp anh chị muốn để đồ, bỏ đồ vào trong thì anh chị có thể vặn cối cốc đong phía trên đó. Còn nếu mà ngại anh chị có thể nhấc cái nắp này ra, mình đổ trực tiếp ở phía dưới này cho mình ấy, xong mình đặt vào, mình đặt máy vào trong này cho em. Trên đây em đã giới thiệu cho mình cách sử dụng máy xay sinh tố của thương hiệu Blue với model là BLB5357. Mọi chi tiết anh chị có thể liên hệ qua website của Ecomax www.ecomax.vn hoặc trực tiếp gọi điện hotline 0243 965 6067. Ecomax xin chào và hẹn gặp lại anh chị.